Cô Nguyễn chào các con, con rất là vinh dự vì được đồng hành cùng các con trong môn học tiếng Việt. Các con ơi, nối tiếp với chủ điểm bố mẹ yêu thương, hôm nay cô và các con cùng tiếp tục tìm hiểu bài học bọ rùa tìm mẹ tiết 4 nhé. Trước khi vào tiết học, cô mời các con hãy cùng nghe một bài hát. Các con hãy lắng nghe thật kỹ để trả lời những câu hỏi phía sau của cô nha. Các con ơi, trong đoạn phim vừa rồi có xuất hiện con vật gì vậy? Đúng rồi, trong đoạn phim vừa rồi có xuất hiện những chú vịt con và vịt mẹ. Chú vịt mẹ thì có màu trắng, còn những chú vịt con thì có những sắc màu xanh, đỏ, vàng, tím khác nhau phải không nào? Và đó cũng chính là những đặc điểm riêng biệt của những chú vịt. Vậy thế nào là từ chỉ đặc điểm và những đặc điểm đó mang lại những thú vị gì trong cuộc sống của chúng ta? Thì cô mời các con cùng tìm hiểu qua bài học. Từ chỉ đặc điểm, câu kiểu ai thế nào? Các con nhắc lại cùng cô nào. Từ chỉ đặc điểm, câu kiểu ai thế nào? Các con cùng quan sát lên màn hình. Các con ơi, những chú lùn của chúng ta vô tình bị lạc vào trong rừng sâu và không biết đường về nhà. Bây giờ, các con hãy giúp những chú lùn này trở về đúng với ngôi nhà của mình nhé. À, các con thấy trước bụng những chú lùn mang gì nào? Giỏi lắm, trước bụng những chú lùn mang một từ ngữ. Các con cùng đọc với cô nào. Vàng, cao, hiền, ngoan, xanh, tím, tròn, vuông. Và chúng ta có 3 nhóm từ. Nhóm từ thứ nhất, nhóm từ chỉ màu sắc của vật tương ứng với ngôi nhà thứ nhất. Nhóm từ chỉ hình dáng của người, vật tương ứng với ngôi nhà thứ hai. Nhóm từ chỉ tính tình của người ứng với ngôi nhà thứ ba. Và ở ngôi nhà thứ nhất, cô có từ vàng thuộc nhóm từ chỉ màu sắc của vật. Ngôi nhà thứ hai, từ cao thuộc nhóm từ chỉ hình dáng của người, vật. Ngôi nhà thứ ba, từ hiền thuộc nhóm từ chỉ tính tình của người. Tương tự, các con sẽ cùng tìm nhà cho chú lùn nào. Chúng mình có thời gian là 2 phút nhé. Và cô đã nghe được câu trả lời từ phía các bạn rồi. Có bạn nói, từ xanh là nhóm từ chỉ màu sắc của vật, chính xác. Từ ngoan thuộc nhóm từ chỉ tính tình của người, đúng luôn. Từ tím thuộc nhóm từ chỉ màu sắc của vật, chính xác. Tròn chỉ hình dáng của người, vật, tốt lắm. Vuông chỉ hình dáng của người, vật, rất chính xác. Và các con đã giúp cho những chú lùn này trở về đúng ngôi nhà của mình rồi. Cô Thanh chúc mừng các con. Và đây cũng chính là nội dung của bài tập 3. Các con cùng đọc lại cùng cô nào. Chỉ màu sắc của vật, vàng, xanh, tím. Chỉ hình dáng của người, vật, cao, tròn, vuông. Chỉ tính tình của người,
hiền ngoan. Các con ơi, những từ này còn được gọi là từ chỉ gì vậy? Giỏi lắm, những từ vàng, xanh, tím, cao, tròn, vuông, hiền, ngoan, có bạn nói, đó là từ chỉ đặc điểm. Chúng mình cùng kiểm tra nào. Đúng luôn, cô cảm ơn con đã trả lời câu hỏi rất là tốt. Cô Thanh khen con nào. Các con lưu ý, những từ chỉ màu sắc của vật, chỉ hình dáng của người, vật, chỉ tính tình của người, còn được gọi là từ chỉ đặc điểm. Các con nhớ nhé. Ở bài tập 3, các con đã được biết về rất nhiều những từ chỉ đặc điểm. Ngoài những từ chỉ đặc điểm này ra, bạn nào giỏi tìm cho cô thêm một số từ chỉ đặc điểm nào. Rất nhanh, cô đã nhận được câu trả lời từ các bạn. Từ chỉ đặc điểm, bạn nói chỉ màu sắc của vật: trắng, đỏ, đỏ tươi, đen, xám, nâu. Bạn khác nói chỉ hình dáng của người vật: ngắn, dài, to, béo, bé, gầy. Chỉ tính tình của người: tốt, xấu, chăm chỉ, siêng năng, cần cù, chịu khó. Đây cũng là những từ chỉ đặc điểm của sự vật đó các con. Vậy là qua bài tập 3, các con đã được biết rất nhiều về những từ chỉ đặc điểm phải không nào? Vậy chúng ta sẽ sử dụng những từ chỉ đặc điểm này vào trong những câu nói hàng ngày như thế nào? Thì cô và các con cùng chuyển sang phần luyện câu nhé. Với phần luyện câu, chúng ta cùng đi tìm hiểu bài tập 4 nào. Thực hiện các yêu cầu dưới đây. Bài tập 4 có 2 yêu cầu. Cô mời các con cùng đọc yêu cầu A với cô nào. Câu nào dưới đây nói về màu sắc của bông hoa cúc? Chúng ta có 3 câu. Bông hoa cúc vừa mới nở. Bông hoa cúc vàng tươi. Bông hoa cúc có nhiều cánh. Các con ơi, các con hãy suy nghĩ và tìm cho cô trong 3 câu này, câu nào là câu nói về màu sắc của bông hoa cúc nào? Chúng mình có thời gian là 1 phút nha. Rất nhanh, cô đã nghe được câu trả lời của bạn. Và bạn nói, câu nói về màu sắc của bông hoa cúc, đó là câu bông hoa cúc vàng tươi. Chúng mình cùng đi kiểm tra nào. Chính xác luôn. Rất giỏi, cô khen con. Và trong câu bông hoa cúc vàng tươi, từ nào là từ chỉ màu sắc vậy con? Giỏi lắm, đó chính là từ vàng tươi, chính xác. Vậy là các con đã biết cách tìm được câu chỉ về màu sắc của bông hoa cúc. Và trong câu này thì từ vàng tươi là từ chỉ màu sắc. Và câu bông hoa cúc vàng tươi cũng chính là mẫu câu ai thế nào đó các con. Các con ơi, khi nói đến bông hoa cúc vàng tươi là chúng ta nhớ ngay đến đó là mùa thu. Hoa cúc là loài hoa tượng trưng cho mùa thu. Và mùa thu là mùa mà các con được cấp sách tới trường, là mùa tựu trường của chúng ta, phải không nào? Nhưng năm nay, vì tình hình dịch bệnh COVID-19 mà chúng ta không thể đến trường được. Vì vậy, các con ở nhà hãy gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt để cô trò mình sớm được gặp lại nhau ở mái trường mến yêu nhé. Chúng mình cùng tiếp tục tìm hiểu bài tập 4 nào. Cô mời bạn đọc cho cô yêu cầu B. Tốt lắm, đặt 1-2 câu nói về màu sắc của một vật. Các con ơi, các con hãy cùng suy nghĩ và tìm cho cô những đồ vật gần gũi với mình nhất và hãy nói 1-2 câu về màu sắc của đồ vật đó nhé.
Hết giờ rồi và cô đã nhận được câu trả lời từ phía các bạn. Rất nhanh, có bạn nữ nói: cây bút màu xanh. Một câu rất hay. Vậy trong câu cây bút màu xanh, từ nào là từ chỉ màu sắc vậy con? Chính xác, đó chính là từ màu xanh. Các con ơi, trong câu này, cái gì màu xanh vậy? Giỏi lắm, đó chính là cây bút. Và cây bút trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì? Vậy cây bút thế nào? Chính xác, cây bút màu xanh. Và màu xanh là từ trả lời cho câu hỏi thế nào? Và câu cây bút màu xanh chính là mẫu câu theo kiểu câu ai thế nào đó các con. Và các con lưu ý, khi đặt câu thì mình nhớ đầu câu viết hoa và kết thúc câu là dấu chấm nha các con. Từ đầu tiết học đến giờ thì các con đã rất là giỏi rồi. Bây giờ cô Thành có một trò chơi dành cho các con. Các con cùng đọc yêu cầu trò chơi với cô nào. Tìm đường về nhà. Các con ơi, bạn bọ rùa con của chúng ta đã vô tình ham chơi và lạc mất mẹ của mình đó. Bây giờ các con hãy giúp bạn bọ rùa con này trở về nhà của mình nhé. Với trò chơi này chúng ta có luật chơi như sau. Trên quãng đường bọ rùa về nhà sẽ có rất nhiều nguy hiểm và các con hãy giúp bạn bọ rùa con tìm được đường đi trở về nhà an toàn nhất để làm sao tránh được những con vật nguy hiểm nhé. Chúng mình có thời gian tìm đường là 2 phút. Hết giờ rồi và cô đã nhận được câu trả lời từ phía các bạn. Có bạn nói bạn bọ rùa con sẽ đi thẳng. Và chúng ta gặp từ xanh biếc. Đi thẳng tiếp. Chăm chỉ. Đi thẳng. Sau đó bọ rùa đi xuống. Và bọ rùa ngoẹo trái. Đi xuống. Dịu dàng. Đi thẳng. Vui vẻ. Và bọ rùa đã trở về với mẹ rồi. Vậy là các con đã giúp cho bạn bọ rùa trở về nhà an toàn với mẹ rồi. Cô Thành chúc mừng các con. Và các con ơi, trên quãng đường bọ rùa trở về nhà với mẹ thì có xuất hiện các từ ngữ đó là xanh biếc, chăm chỉ, dịu dàng, vui vẻ. Và những từ ngữ này được gọi là gì vậy các con? À, rất nhanh. Những từ ngữ này được gọi là từ chỉ đặc điểm. Giỏi lắm. Và ngoài những từ chỉ đặc điểm này ra, chúng ta còn có những từ khác. Đó là ngộ nghĩnh, nhanh nhẹn, đỏ rực, nhỏ nhắn. Các con ơi, trong trò chơi tìm đường về nhà, chúng ta lại biết thêm rất nhiều những từ chỉ đặc điểm phải không nào? Vậy, chúng ta sẽ sử dụng những từ chỉ đặc điểm này vào những câu nói hàng ngày như thế nào cho hay? Thì cô mời các con hãy cùng nói một hai câu có từ ngữ tìm được trên đường về nhà của bọ rùa nhé. Trên đường về nhà chúng ta có bốn từ ngữ, đó là xanh biếc, chăm chỉ, dịu dàng, vui vẻ. Các con hãy cùng suy nghĩ nào. À, rất nhanh, cô đã nghe được câu nói từ phía các bạn. Có bạn nói với từ xanh biếc, bạn có câu dòng sông xanh biếc. Bạn khác với từ vui vẻ, bạn có câu Hương rất vui vẻ khi được cô khen. Với từ chăm chỉ, bạn nói em chăm chỉ học bài. Và dịu dàng, bạn nói bạn Hà có tính tình dịu dàng, dễ thương. Trong các câu này chúng ta thấy có các từ xanh biếc, vui vẻ, chăm chỉ, dịu dàng. Đây là những từ ngữ trên quãng đường trở về nhà của bọ rùa.
Và các con đã rất giỏi, các con biết sử dụng những từ ngữ chỉ đặc điểm để nói câu rất hay. Cô Thanh khen các con nha. Các con ơi, vậy chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, các con hãy sử dụng những từ ngữ chỉ đặc điểm để nói câu cho hay hơn nhé. Và từ đầu tiết học đến giờ, các con rất là giỏi rồi. Bây giờ, cô có một nhiệm vụ nhỏ dành cho các con nhé. Về nhà, các con hãy hoàn thành đặt một hai câu nói về màu sắc của một vật. Đặt một câu theo mẫu câu kiểu ai thế nào. Các con hoàn thành bài xong và nhớ chụp hình lại bài làm của mình, gửi về cho cô giáo chủ nhiệm để đổi lại những món quà mà mình yêu thích nhé. Tiết học của chúng ta đến đây cũng khép lại rồi. Cô Thanh chúc các con luôn vui khỏe. Cô tạm biệt các con.